Đây là một dãy nhà giá cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị. Căn nhà của mình với diện tích ngang 3,5 m chạy dài vô là 10 m nha. Được thiết kế là một trệt một lửng nha quý anh chị. Nó có một nhà vệ sinh đó và một cái không gian gác lửng ở phía trên sẽ cho mình một phòng ngủ và một phòng thờ. Nhà này thì có tổng cộng là 27 căn nha quý anh chị. Và chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn ra quan sát sơ cái đường đi qua cái dãy nhà của mình nha. Dãy nhà của mình được tọa lạc gần chợ Gò Đen nha quý anh chị. Đó, thì dãy nhà này với mức giá chỉ từ 420 đến 620 một căn nha quý anh chị. Thì mẫu mã thiết kế đều y chang như nhau, nhưng mà nó chỉ có khác diện tích lớn và diện tích nhỏ thôi nha quý anh chị. Đó, đây là một dãy này mới vừa hoàn thiện xong trong 2 tuần mà bán hơn phân nữa nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình ra xem quan sơ mà cái đường ngoài mặt điện dãy mặt tiền á quý anh chị thì có 6 căn, nhưng mà 6 căn bên dãy mặt tiền thì giá rẻ nha quý anh chị, nhưng mà bán hết rồi, tại vì mặt tiền thì diện tích nó hơi ngắn hơn tí nên giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, như vậy là bên đây thì khu B có 3 căn và khu A có 3 căn, nhưng mà bán full hết rồi, chỉ còn mặt ở trong. Là ngôi nhà của mình sẽ còn chỉ có hai hướng cho cô chú anh chị mình lựa chọn thôi nha. Một hướng là một hướng đông nam và một hướng là tây bắc nha quý anh chị. Ở đây thì dân cư ở full hết rồi và dân cư ở rất là đông đúc. Thì nhà với một mức giá rẻ thì đường sẽ cho mình một cái đường ba gác di chuyển ra vô thôi nha quý anh chị. Đường nó tầm khoảng 2,5 m đến 3 m đó. Nhưng mà một cái vị trí cực kỳ đắc địa luôn, nằm sát chợ Gò Đen. Từ đây mình di chuyển ra tới chợ Gò Đen á thì đâu đó tầm khoảng 700 m thôi. Thì mình ra ngoài sẽ bắt gặp đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động, thì mình sẽ có đầy đủ tiện ích ra ngoài khu ngay chợ luôn nha quý anh chị. Đó. Thì khu B bên đây á thì bên đơn vị chị Nguyễn chỉ còn khoảng 5 căn nữa thôi là hết nha quý anh chị. Thì hôm nay chị Nguyễn sẽ lấy cái căn mẫu cho cô chú anh chị mình cho cô chú quay cho cô chú anh chị mình xem. Đây là khu B. Khu B là cho mình là một cái hướng tây bắc nha quý anh chị. Khu bên đây thì hướng đông nam. Đó, rất thích hợp cho những gia đình nào đang cần tìm mua nhà giá rẻ để mình ở an cư lập nghiệp nha anh chị. Đó. Thì khu đây thì chị Nguyễn sẽ lấy cái căn A7 đã full nội thất cho cô chú anh chị mình. Chị Nguyễn sẽ quay cho lấy cái mặt căn này làm căn mẫu nha. Thì căn đây thì sẽ cho mình là một cái lớp cửa đầu tiên, đó là một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha quý anh chị. Đường xá thì cũng rất là rộng rãi nè, nó được lót gạch tàu nên rất là sạch sẽ. Đây là lớp cửa đầu tiên của gia đình mình, rất là nặng tay và được tặng cho mình sẽ là rèm cửa nè, rèm cửa toàn bộ cho cô chú anh chị mình, có không gian cửa sổ ngay không gian phòng khách luôn nên cực kỳ mát. Căn này thì được tặng full nội thất cơ bản như là một bộ bàn ghế salon cho cô chú anh chị mình. Đây là một bàn ghế cao cấp nha quý anh chị. Ở phía trên sẽ trang cho mình những cái điểm nhấn như là một bức tranh. Và ở trên có đi những chỉ phào, chỉ nổi cho gia đình mình. Căn này thì hiện tại giá của nó chỉ đúng 600 triệu thôi nha quý anh chị. Đó, với diện tích là ngang 3,5 m, chạy dài vô là 10 m. Đó, rất là rộng rãi và thông thoáng. Phía đây thì có một cái tủ dự phòng cho gia đình mình. Tiến xuống đây nữa sẽ là một cái không gian bếp. Không gian bếp thì bên đơn vị trường Nguyễn đã để sẵn cho cô chú anh chị mình một bộ bàn ăn 6 ghế bằng gỗ cao cấp nha quý anh chị. Đây là không gian bếp nè. Không gian bếp thì bên đơn vị Trường Nguyễn cũng đã lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới cho gia đình mình, mặt đá và cương, bồn inox 304. Không gian nhà vệ sinh thì đầy đủ tiện nghi như bồn cầu, bồn rửa mặt, đó, giò sen, giò xịt. Trong đây thì rất là sạch sẽ, ốp đặt tặng lên cao luôn nha quý anh chị. Thì nhà giá rẻ mà quý anh chị, với mức giá từ chỉ có 420 triệu một căn là tới là 620 triệu một căn nha quý anh chị, tùy theo căn, tùy theo diện tích, nhưng mà mẫu mã đều thiết kế y chang như nhau. Thì chị Nguyễn sẽ lấy cái căn này làm một cái căn mẫu cho cô chú anh chị mình. Nếu mà quý anh chị mình muốn lấy căn mẫu này option nội thất cho cô chú anh chị mình hết luôn á thì cho bên đơn vị chị Nguyễn cộng thêm 30 triệu nữa nha quý anh chị. Đó, ở đây thì có một cái gác lửng nè. Gác lửng thì đường đi lên sẽ cho mình là cầu thang bằng gỗ nha quý anh chị. Giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn lên trên nha. Với diện tích rất là dài nha quý anh chị, nên một cái gác lửng của mình, cái phòng trên đây rất là rộng, sẽ chia ra cho mình là một cái không gian để mình thờ ông thờ bà ở khu vực đây nên rất là tiện. Trong đây thì tặng full nội thất cho cô chú anh chị mình rồi nha quý anh chị. Có một cái giường nè, một cái nệm đồ mới và đồ cao cấp không luôn nha. Đó, rất là xịn sò cho cô chú anh chị mình luôn. Kệ tivi, tủ quần áo đâu, đầy đủ hết. Kệ trang điểm đâu có đầy đủ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Tìm đâu ra nữa, với mức giá chỉ có 600 triệu thôi. Mình có thể sở hữu ngay một cái căn nhà một trệt, một lửng, rộng rãi, thông thoáng, nhà mới 100%, vừa mới hoàn thiện xong. Trong khu đây thì có 27 căn nhưng mà bán hơn phân nữa rồi nha quý anh chị. Hãy nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn để mình có thể xuống và khảo sát thực tế với cái mẫu nhà này luôn. Có không gian cửa sổ đầy đủ cho cô chú anh chị mình nè, đó, rất là tiện luôn. Thì bên kênh nhà Đắc Bình Chánh
mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm là việc luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho chị Nguyễn nha. Và chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến xuống không gian tầng sạch. Chị Nguyễn sẽ nói lại giá và vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình nha. Gia đình mình cũng đã được lên đơn vị chị Nguyễn quay sơ một cái con đường đi vào nhà và khối khu dân cư ở khu vực đây. Thì ở đây là dân cư ở cũng rất là đông đúc và sầm uất nha quý anh chị. Trong đây thì bên đơn vị chị Nguyễn xây có tổng cộng là 27 căn, mới mở bán chưa được 2 tuần nữa mà đã bán hết hơn phần nữa rồi. Chỉ còn có 2 dãy, 6 căn mặt tiền á, phía trước á, thì bán hết, full hết rồi nha quý anh chị. Còn chỉ còn 2 dãy ở phía trong. Thì những cái mẫu nhà nào mà thấy là mái che đó thì bên đơn vị chị Nguyễn cũng đã bán rồi. Thì trong đây còn khoảng tổng cộng còn khoảng chỉ còn có vài căn nữa thôi. Thì nếu quý anh chị mình muốn sở hữu một cái mẫu nhà giá rẻ ở trong khu đây thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình. Trong khu đây thì những cái căn mà giá từ 420 triệu đến 620 triệu một căn thôi, những căn được full nội thất á, thì quý anh chị mình có thể cộng thêm cho chị Nguyễn 30 triệu nữa đó. Nếu mà quý anh chị mình không lấy nội thất thì mình cứ bớt hẳn ra 30 triệu thì mỗi căn chỉ còn như căn này thì là 600 triệu. Nếu mà quý anh chị mình muốn lấy full nội thất thì cộng cho chị Nguyễn thêm 30 triệu nữa. Nếu mà không lấy nội thất thì chỉ là giá tổng chỉ có 600 triệu thôi, là giá tổng không phát sinh nha cô chú anh chị. Hồ sơ chi phí thủ tục là bên đơn vị chị Nguyễn sẽ lo toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn đó. Với pháp lý là mình có thể ra văn phòng công chứng thừa phát lại nha quý anh chị, là công chứng nguyên bản đó. Nhưng mà nhà của mình là xây trên đất thổ cư full 100%, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm về mặt pháp lý nha. Thì xem đến đây cô chú anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình. Bên kênh của chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn sẽ nói giá tổng và giá công khai, diện tích như thế nào, sổ sách như thế nào, chị Nguyễn sẽ nói hết trên video luôn cho cô chú anh chị mình có một cái sự an tâm nhất khi làm việc với chị Nguyễn. Nên quý anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho chị Nguyễn sẽ gửi những thông tin và vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống coi những mẫu nhà giá rẻ này nha. Và chị Nguyễn cũng xin kết thúc video tại đây. Chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình.